Tết Trung Thu là một ngày lễ đặc biệt dành cho các em thiếu nhi trong văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, khác với các bạn cùng trang lứa, các bạn nhỏ tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng phải đón cái ngày đặc biệt này trong hoàn cảnh khác biệt. Hoàn cảnh các em phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Hôm qua giờ Trung Thu thì có vui không? Hôm qua rồi các bạn sao? Con có thể kể chú nghe được không? Các bạn rất là vui và rất là mừng, rất là sướng. Có nhà Hảo Tâm đó, tới cho quà cho các bác chơi đồ quà đèn Trung Thu rồi múa lăng rồi. Nói chung là vui, tạo cho mấy đứa này cũng vui, có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Con có sống trên kỳ khỏi không? Coi vũ lăng không? Dạ vũ lăng này đây là con coi. Mấy đứa khỏe cũng không như thuốc á, thì đi xuống không chơi được. Còn như mấy đứa mà cũng không đi được chuyện thuốc á thì ở tự phòng. Cũng có mấy cô chú rồi lên tự phòng cũng phát quà cho vui. Ước mơ con là gì? Dạ, ước mơ con là lính cứu hỏa. Thì mình mong muốn cho mấy đứa này bị bệnh nhưng mà mau hết bệnh, về có gia đình chứ đi hạt nữa. Chứ ở đây miết rồi